đây thông báo cho mọi người một việc về bạn học sinh mới lớp ta. Đi vô đây đi em, mong các em nhiệt tình giúp bạn. Giờ em ngồi vào chỗ trống kia. Ơ hay, sao đi đứng như đang say. Cậu bị đau không, dậy được không để tớ đỡ. Đau không con kia, nhìn mặt xinh đây nghe. Chống tao thì mày chết, tặng nó cái ta cho nhớ hồi chi em chúng tao. Hôm nay tao lên đây mục đích là để được bình yên, vậy mà bọn mày cũng tha. Tao đây bao lâu nay cũng chẳng ngại một thằng hay con nào động nhầm người nhé, mấy con dành xưa nay chưa ai dám chơi bọn này. Mày thật to vậy mà tao lại rất thích anh em không. Mang bim bim ra đây, mang trà sữa tới. Hê hey, em mày làm bài tập hình sinh lý hoa văn cho bọn tao. Nhanh chân lên đi không may bảo vệ tới là chết ca lũ. Ra quan ăn trôn hai tiết văn. Tao ra cậu đừng như thế nữa thôi mà. Cắt đứt đi hãy buông tao ra. Mang danh con trai đi hành con gái. Việc của chúng mày đấy à? Mày là thằng hèn, bọn tao thấy bất công có được không? Ngon ăn lên đây solo cùng con gái. Nhưng mày đánh trước xin mời. Let me hear you. Mày mẹ lên đây, bỏ mẹ thằng kia. Tao quay lại đây. Mày về thật đúng.